À, cho các bạn nào mà chưa biết về độ kém của tản nhiệt của Intel thì các bạn đang vừa thấy CPU chúng ta đang đạt là 100 độ C và hoạt động 75%. Hello 500 anh em và đến với video thứ 5 của ngày hôm nay. Để các bạn chưa xem thì các bạn có thể xem lại 4 cái video trước, bao gồm review 11900K, 11700K, 11400F, 11005F, F xung công 11900K. Và cuối cùng đây là video thứ 5 mình sẽ build máy với con i5-11400F mà các bạn vừa mới xem xong review của Lee. Chưa xem thì ấn vào đây mà xem nhé. Và toàn bộ máy này nó có tổng giá là 35 triệu đồng. Và các bạn có thể thấy hơi bất hợp lý, tại sao 35 triệu chúng ta chỉ có con i5-11400F và con 3070 này. Thì câu trả lời cho sự bất hợp lý đó chính là sự xuất hiện của con SSD Western Black SN850. Và con này là con SSD thế hệ thứ tư. Mình thì mới mượn được con này và mình muốn cắm thử luôn vào dàn máy này để cho các bạn test thử cái tốc độ mà 7GB một giây của nó là như thế nào. Và nếu mà các bạn bình thường ấy, các bạn con này bình thường SN850 các bạn dùng thì các bạn dùng cho mình với những con CPU i7, i9 với những con mainboard xịn như là Maximus 13 Hero chẳng hạn. Còn bình thường với những bộ máy tầm trung như này, anh em dùng cho mình con SSD Western Blue này, nó có 1.8 triệu một con 500GB mà thôi. Con này con 1T850 thì nó rất là đắt. Và đấy, thì nếu mà anh em dùng đồ thường như con này thì nó rơi khoảng tầm 30 triệu thôi. Còn bây giờ thì hôm nay mình cứ lắp con này đã, còn nhà thì tùy sau. Và đầu tiên với các linh kiện, bộ con này đây đã. Nó chưa chơi những cái đống này. Chúng ta có một con CPU Core i5-11400F. Và nếu anh em nào chưa biết sức mạnh của nó thì nó mạnh hơn 10400F. Và nó có một điều rất hay, mình sẽ hỗ trợ sau. Thì đi kèm nó là con mainboard Asus Pride B560M-K. Đây là một con mainboard có giá là khoảng tầm 2,9 triệu đồng. Và sẽ cho các bạn tất cả công nghệ đi kèm con 11400F này. Đó là hỗ trợ RAM bớt 3200 nhé, không phải 2666 như là 10400F trước đâu. Và cái điểm đấy làm cho con 11400F này cực kỳ khỏe. Và thứ hai đó chính là hỗ trợ SSD NVMe Gen 4. Đây, hỗ trợ con này tốc độ đọc ghi tối đa là 7000 MB một giây, là 7GB. Đấy là những cái gì của con mainboard B560 này mà mình muốn nói đến các bạn. Và các bạn nếu mua thế hệ 11, các bạn mua cho mình mainboard B500, tại vì nó hỗ trợ các bạn ép xung cả bộ nhớ. Nếu mà các bạn mua RAM bớt 3600, mua RAM bớt 4000 thoải mái, chả vấn đề gì cả. Bên trong chúng ta sẽ có hai cái SATA, mà mình không dùng SATA, mình dùng NVMe. Chúng ta có chặn main, chúng ta có cái sách hướng dẫn, chúng ta có ốc NVMe, và chúng ta đã hết tất cả phụ kiện của con B560M-K này. Thực sự là giá mainboard B560 bây giờ nó cũng không phải quá là đắt, nên là các bạn mua thì các bạn cứ mua thôi. Quên mất, đây mình lấy đây, để con lại lên đây. Và mình sẽ khu hợp con Core i5-11400F này ra. Và nếu các bạn chưa biết thì con này có là 6 x 12 luồng, xung cơ bản là 2.6GHz và xung turbo tối đa là 4.4GHz. Mặc dù mình luôn khuyên các bạn là mua tản nhiệt, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ build một máy cơ bản. Mình sẽ không thử lắp tản nhiệt, xem là cái tản nhiệt stock của Intel các bạn có thể dùng được đến cỡ nào. Chúng ta biết đều là nó khá là nóng, nhưng mà xem nóng thử đến cỡ nào. Rồi, CPU. Rồi, cân tăng stock. Năm nay rất vui là Intel họ cho chúng ta một cái con quạt màu đen nhìn nó ngầu hơn ngày trước. Thay đổi màu sắc thôi. Và đây mình dùng là 16GB RAM của Kingston, bớt là 3200MHz. Và đây là mức bớt RAM mà các bạn nên mua với các con CPU 11400F này. Tại vì mức 3200 là mức cần nhân rất tối ưu cho các CPU Rocket Lake, mà mặc định cũng hỗ trợ đến 3200 luôn mà. Tội gì không mua. Và mình gắn đầy luôn cả hai thanh này, hai slot RAM. Và ngoài ra, mình đã quá nóng găng tay rồi, chúng ta lại dùng găng tay chân thôi. Chúng ta dùng đây lại, đây, 6,8 triệu đồng cho một con SSD Gen 4, tốc độ đọc ghi 7GB một giây. Dạo này trên các mainboard giá rẻ thì Asus họ còn không cho chúng ta cái ốc NVMe luôn. Đây, các bạn sẽ có một cái bộ vòng, đặt vòng. Đấy, con này dài đâu đây? Nhìn rất là thủ công.
và nông dân. Đấy, bạn cặp ngoại SD vào đây. Đặt cái vòng vào đây. Vâng, đã đặt vòng xong cho con SD. Tháo thì thật ra là được. Cổng kết nối ở đây chúng ta có 4 cổng 3.0 và 2 cổng 2.0. Chẳng có gì cả. Nó có 1 cổng HDMI, 1 cổng VGA, 3 cổng âm thanh. Âm thanh 5.1 như vậy. Rồi, như vậy là xong cái đám main, chip, RAM, ổ cứng. Rất là gọn. Bây giờ vỏ cây thì mình sẽ dùng một con vỏ cây là Sigmatec Mercury. Giá của nó thì khá là rẻ. Nói chung là khoảng tầm 1 triệu. Và các bạn có hai tấm kính rất là dày. Nói chung là vỏ cây các bạn thích cái vỏ cây nào, mua vỏ nào thì tùy tâm các bạn. Mình không có gì về việc tư vấn các bạn chọn vỏ cây gì cả. Mà chủ yếu bây giờ với vỏ cây tầm 1 triệu thì cái nào vừa mắt thì các bạn mua thôi. Ở phía sau này nhá. Tại sao mình lựa chọn con vỏ này? Tại vì mình rất thích con vỏ nào mà có cái mặt lưới đằng trước. Mặt lưới đằng trước sẽ cho các bạn lắp quạt vào đây này. Nó sẽ hút gió tốt hơn rất nhiều so với mặt kính. Và mình cực kỳ anti các bạn các cái vỏ cây mà dùng mặt kính đằng trước. Đẹp phải đẹp thật nhưng mà nó rất là nóng. Còn hơi buồn là trong con cây thì chẳng có quạt nào cả. Các bạn thích thì nên mua thêm quạt khoảng 5-600 nghìn. 3 quạt là đẹp. Việc đầu tiên trong tất cả các bộ máy đó là lắp nguồn. Đừng lắp mền trước, hãy lắp nguồn trước. Bởi vì nguồn các bạn phải luồn dây lên. Mình có cái nguồn Aerocool Lux RGB. Nếu mà các bạn chưa thấy thì các bạn có thể xem một video chúng mình đã có con nguồn Aerocool Lux RGB này rồi. Còn đại khái thì mình chọn công suất nguồn là 650W, đủ cho chiếc 3060 và con 11400F. Khá là thoải mái. Còn mình chọn tại vì nó có LED RGB thôi, nhìn cho đỡ buồn. Và một lần nữa mình nhắc các bạn, khi mà mua nguồn thì các bạn vui lòng chọn cho mình con nguồn nào có chứng chỉ 80 Plus. Thường Bronze thì cũng được, Gold càng tốt, Platinum thì các bạn quá giàu. Nhưng mà 80 Plus phải có chữ R ở đây nhá. 80 Plus mà không có chữ R ở đây có nghĩa là 80 Plus tự phong đấy. Đấy, rồi. Đây, chúng ta sẽ có rất là nhiều dây và cả dây đèn LED RGB luôn. Rồi, công việc đầu tiên cho nguồn vào máy. Rồi, xong cái nguồn. Và bây giờ chúng ta đến phần lắp mainboard. Thì các bạn hãy luôn luôn lắp cái chặn main vào trước, đừng quên nhá. Không tí nữa là khổ lắm ấy. Như vậy là mình đã lắp xong con mainboard vào trong con cây này và cắm các loại dây. Và cuối cùng đã đến người khổng lồ ngày hôm nay, là chính là RTX 3060 Strix của Asus. Và đây là một trong những chiếc 3060 mạnh nhất hiện tại và giá của nó không hề rẻ tí nào. 3060, bây giờ thời coin mà. Còn nếu mà các bạn xem video này mà lúc mà coin đã giảm thì giá sẽ rẻ rất là nhiều. Rồi, và chúng ta đã xong một bộ máy trị giá 35 triệu đồng, các bạn không nghe nhầm đâu, 35 triệu đồng, hơi đắt. Và nếu các bạn bình thường các bạn dùng SSD Blue thì các bạn chỉ khoảng tầm 30 triệu thôi. Và 30 triệu này các bạn sẽ có là một con CPU thế hệ 11, đó chính là con Core i5-11400F. Các bạn có 16GB RAM, bớt 3200. Và các bạn sẽ có thêm, đó chính là một con card RTX 3060 và một bộ nguồn đủ. Và ngoài ra mainboard sử dụng là mainboard B560M-K của Asus. Và con này nó sẽ hỗ trợ các bạn tất cả mọi thứ. Đó chính là hỗ trợ CPU 11, hỗ trợ RAM bớt 3200, hỗ trợ PCI Express thế hệ 4 dành cho con card. Và hỗ trợ PCI Express thế hệ 4 dành cho con SSD NVMe rất to mà mình vừa mới lắp vào đây. Và bây giờ mình sẽ thử lắp lên và thử cho các bạn xem tốc độ 7GB một giây là như nào. Và chúng ta xem thử tốc độ con 11400F này ra sao. Rồi, và bây giờ mình vừa boot vào Win. Và các bạn có thể chưa biết thì đây là con màn hình trị giá 3.000 đô, tức là khoảng hơn 70 triệu. Nó là một con màn hình 32 inch, độ phân giải 4K, đặc biệt nhất nó dùng tấm nền của OLED. Còn bây giờ mình sẽ thử nghiệm benchmark con SSD với giá 6,7 triệu đồng này trong phần mềm Crypto Digmark xem nó tốc độ bao nhiêu. Đúng như Western Digital quảng cáo không? A few moments later. Và mình vừa mới benchmark xong con Western Digital SN850
một T trị giá 6,8 triệu đồng. Nó sử dụng NVMe Gen 4 và tốc độ đọc của nó là khoảng tầm 7GB một giây và tốc độ ghi khoảng tầm 5GB một giây. Ở bên cạnh mình để đó chính là tốc độ của con Quantum Blue 500GB này, và các bạn sẽ thấy là nó gấp 10 lần. Đấy là các bạn sẽ có một cái con ổ cứng cực kỳ nhanh và nó sẽ nhanh hơn. Đấy, tốt cho các bạn nếu các bạn kiểu làm phim nhiều và cần import nhiều file ấy. Còn dùng bình thường mình nghĩ về game các thứ thì cũng chả cần đến con ổ cứng này đâu. Nhưng mà các bạn nào các bạn cần truy xuất dữ liệu lớn và liên tục thì con Quantum 850 này nó cực kỳ nhanh. Cực kỳ nhanh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm về game đi. Cho các bạn nào mà chưa biết về độ kém tản nhiệt của Intel thì các bạn đang vừa thấy CPU chúng ta đang đạt là 100 độ C và hoạt động 75%. Ở đây mình đã bật tính năng là ASUS Performance Enhancement, tức là các bạn sẽ mở khóa tất cả về phần điện năng tiêu thụ của CPU. Và nếu mà các bạn như này thì có vẻ là hơi quá đà, nhưng mà các bạn nên trang bị một con tản nhiệt khí để cho các bạn nó đỡ nóng hơn rất là nhiều, tại vì con tản stock này đã đạt 100 độ C rồi đấy. Thì bây giờ mình sẽ benchmark trong game. Rồi mình sẽ để là Full HD Ultra nhá. Full HD thôi, 1920x1080. Ok. Rồi mình sẽ benchmark. Hiện tại cả 6 nhân đều đang loanh quanh ở mức khoảng tầm từ 3,6 đến 3,8 GHz. CPU chúng ta đang ăn là khoảng tầm 92W. 90-92W, đây là một tựa game ăn CPU rất nặng, nên là các bạn thấy là 90-92W CPU đang hoạt động gần như là tối đa có thể có. Cạc màn hình đang tối đa 100%, bù lại là cạc màn hình rất là mát, chỉ có 64 độ C thôi. Đây là một con số rất mát của chiếc 3060 ASUS. Đây mình sờ đây là thấy khí nóng kích khủng khiếp đang tỏa ra trên tay mình. Quá nóng. Nhưng các bạn đang hoạt động trên 60fps khá là dễ. Rất là dễ ở mức trên 60fps, không có vấn đề gì cả. Thì chúng ta đã có mức FPS trung bình là khoảng tầm 60fps. Nói chung là đây là các bạn có thể chơi thoải mái các tựa game hiện tại ở mức Full HD, chả vấn đề gì cả. Và mình thì cũng đã chuẩn bị một số các bài test về các tựa game khác, các bạn có thể xem ở trong biểu đồ bây giờ các bạn vừa thấy đấy. Thì chúng ta đều đạt rất nhiều game đều ở trên 60fps ở cái thiết lập hình ảnh Ultra. Đây là một cái sức mạnh mà không chỉ chiếc 3060 mang lại, mà đó chính là cả chiếc CPU Core i5-11400F mới thế hệ thứ 11 của Intel. Và các bạn nghĩ sao về cấu hình này, các bạn có thể cho mình biết ở trong phần mô tả video nhé. Còn bây giờ xin chào hẹn gặp lại các bạn, và mình sẽ thay tản nhiệt cho con máy đã, nóng quá.